khách được mời gọi giới thiệu về tour cano tại Phú Quốc hay tour khám phá ba đảo, tour bốn đảo Phú Quốc bằng cano, tour năm đảo Phú Quốc thần thánh. Nhưng tôi tin chắc nhiều du khách không hề nắm trong tay một chút kiến thức nào về nó. Vậy hãy gắng đọc hết bài viết này trước khi quyết định đừng đặt tour cano Phú Quốc hay tour khám phá bốn đảo Phú Quốc nha. Tour cano Phú Quốc có gì? Tour cano Phú Quốc là tour được thiết kế riêng cho du khách tham quan những hòn đảo thuộc quần đảo An Thới, phía nam Phú Quốc. Có nhiều đơn vị lữ hành giới thiệu là tour khám phá 12 hòn đảo tại quần đảo An Thới, nhưng chủ yếu du khách vẫn hay nghe về tên gọi là tour ba đảo Phú Quốc hay tour bốn đảo Phú Quốc hay tour năm đảo Phú Quốc này nọ. Nhiều du khách đã bị phụ thu, thậm chí chặt chém chỉ vì cái tên này. Hãy cùng tìm hiểu cái tên gọi này để tránh bị lừa nha. Tour ba đảo, bốn đảo, năm đảo hay tour 12 đảo là chính xác. Tôi khẳng định luôn, tên nào cũng đúng nhé cả nha. Bởi vì đơn giản nó vẫn chỉ là một tour cano tại Phú Quốc cực kỳ quen thuộc như sau. Tour 12 đảo Phú Quốc, nếu các bạn chịu khó tìm hiểu một chút sẽ thấy trên bản đồ Phú Quốc có 12 hòn đảo lớn nhỏ nằm ở khu vực quần đảo An Thới. Hòn Dăm Trăm, Hòn Dăm Ngoài, Hòn Thơm, Hòn Dừa, Hòn Giỏi, Hòn Xưởng, Hòn Vang, Hòn Kim Quy, Hòn Móng Tay, Hòn Gầm Ghì, Hòn Mây Rút Trong, Hòn Mây Rút Ngoài. Tour cano tại Phú Quốc này sẽ đi qua hết 12 hòn đảo này nên giới thiệu vậy cũng không sai. Tour 4 đảo Phú Quốc, từ 12 giảm xuống còn 4 thì phải giảm giá đúng không? Tuy nhiên đó là một sự rút gọn có chủ đích. Bởi vì trên bản đồ bạn sẽ thấy có 4 hòn đảo ở xa nhất: Hòn Móng Tay, Hòn Gầm Ghì, Hòn Mây Rút Trong và Hòn Mây Rút Ngoài. Tour cano 4 đảo Phú Quốc sẽ đi qua hết 12 hòn đảo kia nên họ gọi vậy cho ngắn gọn. Thay vì gọi là Mây Rút Trong, Mây Rút Ngoài thì họ gọi mỗi là Hòn Mây Rút, nên từ đó một tour ba đảo Phú Quốc ra đời. Tour 5 đảo Phú Quốc, tour này thực chất là tour 4 đảo Phú Quốc có tham quan thêm các treo Hòn Thơm. Và các bạn biết rồi, Hòn Thơm là một đảo cộng thêm 4 hòn đảo đã đi là tour 5 đảo rồi. Nói tóm lại thì tour 3 đảo, tour 4 đảo hay tour 12 đảo của Phú Quốc chỉ là một mà thôi. Tour này chú trọng tới điểm đến là Hòn Móng Tay, Hòn Gầm Ghì, Hòn Mây Rút Trong, Hòn Mây Rút Ngoài. Những hòn đảo này còn hoang sơ, có bãi tắm và nhiều san hô đẹp nhất Phú Quốc. Hãy cẩn thận đừng vì mấy cái tên gọi mà mờ mắt nha. Hãy để ý đến chất lượng những chiếc cano Phú Quốc. Nhiều bạn đã từng đi cano trong mấy sông, mấy rạch ở đất liền rồi, nhưng chắc chắn sẽ không để ý rằng cano Phú Quốc sẽ khác hoàn toàn với mấy cano bạn đã đi trước đây. Tôi thì không có chuyên về mấy khoản kỹ thuật nhưng tôi đã tìm hiểu sơ qua một số thông tin như sau. Cano đi biển Phú Quốc phải có đăng kiểm SI mới được phép lưu hành. Đây cấp đăng ký cho các phương tiện vận chuyển trên biển, nó khác hoàn toàn với cấp tàu SB dùng để vận chuyển đường sông. Để đạt được cấp đăng kiểm SI thì các cano tại Phú Quốc có thiết kế vững chắc hơn và động cơ khỏe hơn các loại cano trong đất liền. Hãy chắc chắn là bạn đang bước lên trên cano có đăng kiểm SI và đảm bảo chất lượng. Vì vận chuyển ở điều kiện sóng lớn thì những mái che cano thường nhỏ hơn, do đó hãy chuẩn bị cho mình những chiếc mũ áo chống nắng nha. Hiện nay tại Phú Quốc, những chiếc cano lớn nhất chỉ đăng kiểm đến 25 khách. Hết cảnh giác với những cam kết tour ghép cano tại Phú Quốc mà có đến trên 25 khách một cano nha. Ưu điểm của tour cano Phú Quốc so với tour bằng tàu du lịch. Để đến được những hòn đảo hoang sơ phía nam Phú Quốc đã có những tour du lịch khám phá bằng tàu du lịch lớn. Tuy nhiên hiện tại thì tour cano đang chiếm ưu thế với những đặc điểm sau đây. 1. Thời gian di chuyển nhanh. Bạn sẽ chỉ mất khoảng chưa đến 30 phút là đến được một trong bốn hòn đảo nêu trên, thay vì 1,5 tiếng như tour đi tàu bình thường. 2. Chủ động về thời gian khởi hành. Vì thời gian di chuyển nhanh nên bạn có nhiều thời gian chơi hơn và chủ động hơn, thay vì phải cố gắng đi sớm như đi bằng tàu du lịch. 3. Bạn có thể cập vô đảo. Cái này là tàu lớn, thua luôn các bạn nha. Cano thì nhẹ hơn, nhỏ hơn nên độ ngậm nước nhỏ. Nó có thể đưa bạn vào sát đảo được nha. 4. Là ít say sóng. Mình thấy phần đông du khách đi bằng cano sẽ thoải mái hơn và ít say hơn tàu du lịch. Tuy nhiên đang tồn tại một số nhược điểm cực kỳ nguy hiểm và các bạn cần để ý của cano như sau. 1. Việc quản lý cano tại Phú Quốc còn lỏng lẻo bởi đa phần hoạt động dạng tự phát. 2. Cano nhẹ nhưng khi gặp sóng to, gió lớn, nguy cơ lật úp rất cao. 3. Không có mái che nên mưa gió, trời nắng thì khá bất tiện, nhất là khi đi cùng em bé. 4. Kinh nghiệm đặt tour 4 đảo Phú Quốc bằng cano. Hiện tại có một số đơn vị tổ chức tour 4 đảo Phú Quốc có chương trình ghép khách từ thị trấn Dương Đông. Nếu bạn không có xe riêng thì có thể lựa chọn những tour có đón tiễn như vậy. Nếu bạn có xe, có thể đặt tour ghép tại cảng An Thới, chi phí sẽ rẻ hơn và thuận tiện cho bạn. Hãy hỏi bên bán tour về các loại cano, số lượng khai thác. Nếu thuê tour riêng thì hãy hỏi kỹ về loại cano sẽ sử dụng, nguyên nhân vì sao các bạn có thể tham khảo thông tin ở trên.
Hãy để ý số điện thoại, tên hãng cano, hãng du lịch in trên vỏ cano. Vì ra khu vực này không có sóng điện thoại, bạn sẽ không biết kiếm ai, đi đâu về đâu là mệt lắm. Chuẩn bị gì khi đi tour cano Phú Quốc? Bạn cần chuẩn bị cho mình những chiếc mũ, áo chống nắng, kem chống nắng vì cano có mái che khá nhỏ. Nếu có bé nhỏ thì hãy chuẩn bị đồ ăn cho bé thật chu đáo, yêu cầu bên cho thuê cano, bán tour chuẩn bị áo phao cho cả đoàn. Những câu hỏi về tour bốn đảo Phú Quốc. Sau đây là những câu hỏi thường gặp về tour cano bốn đảo Phú Quốc. 1. Đi cano có an toàn không? Giá các loại tour cano tại Phú Quốc hiện nay. Như tôi đã nói ở trên thì hiện có 3 loại tour cano khám phá ba đảo ở Phú Quốc mà các bạn có thể đăng ký chọn mua. 1. Tour ghép bốn đảo Phú Quốc đón khách tại thị trấn Dương Đông, phù hợp cho các bạn nào không có xe riêng, giá khoảng từ 800.000 đồng. Giá khoảng từ trên 800.000 đồng cho một khách. 2. Tour bốn đảo Phú Quốc ghép tại Cảng An Thới, thích hợp cho các bạn đi bụi hay có xe riêng, giá khoảng từ trên 750.000 đồng cho một khách. 3. Tour VIP cano Phú Quốc. Nó cho sang vậy chứ thực ra là cho thuê cano riêng để đi khám phá bốn đảo nói trên thôi, giá khoảng từ 2,5 triệu trên một cano. 4. Tour năm đảo Phú Quốc. Tour siêu dịch vụ này giá khoảng 990.000 đồng trên một khách, bao phun xe, vé cáp treo Hòn Thơm, ăn trưa nha các bạn. Mua tour cano Phú Quốc ở đâu? Đương nhiên là bạn phải mua ở công ty du lịch rồi, nhưng ở trên thì mình vừa nói là cano Phú Quốc làm tự phát mà. Đúng vậy, tuy nhiên những công ty du lịch thì họ đã kiểm chứng và lựa chọn những đơn vị uy tín để hợp tác. Đừng cứ nghĩ cái gì công ty cũng bán, cũng đắt mà để rồi tiền mất tật mang nha. Hiện nay trên các group Facebook tràn lan các bài PR bán tour 5 đảo, tour 4 đảo với giá cực sốc, nhưng thực chất là giảm dịch vụ để lừa khách hàng. Thông thường các đơn vị này thường giảm bữa ăn trưa, mà ăn trưa trên đảo cực mắc, ăn trung đoàn đã 250.000 đồng trên một suất rồi, mà bạn tự ăn không biết bao nhiêu cho đủ. Hãy là người tiêu dùng thông minh nha. Chúc các bạn có một chuyến khám phá 12 hòn đảo Phú Quốc bằng cano vui vẻ, ý nghĩa. Đến đây thì video của chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.